Thúy kính chào cả nhà, Thúy chào các anh chị em nhận xa thân mến. Rất vui mừng cả nhà trở lại kênh của Thúy Family Cuộc Sống Ở Pháp. Cả nhà hôm nay mình chia sẻ mình làm gà chà bông bằng con gà sốt nước tương đó cả nhà. Rất là đơn giản dễ làm luôn ha cả nhà. Nhưng mà cả nhà cùng Thúy chuẩn bị mình làm con gà chà bông cho con mình nó ăn đơn giản dễ làm bằng gà sốt nước tương hoặc là gà gan nước mắm hay là gà ruti của mình đó. Còn dư là mình sẽ làm được cái ức gà, mình sẽ làm được gà chà bông mà ngon nha cả nhà. Mình làm con gà hấp nước tương nha cả nhà. Gà hấp xì dầu. Bây giờ đầu tiên thì mình chuẩn bị nước tương ha. Tiếp theo đó thì mình sẽ có rượu nè, rượu trắng nè, mình để một ít rượu trắng nè, rồi có rượu vang đỏ nè, rượu vang đỏ nè ha, mình để một ít. Kèm theo thì không thể thiếu thì hành tỏi gừng nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình con gà thì mình không cần ướp gì hết, mình chỉ làm để vô mình hấp nước tương là tự động nước tương nó thấm vô con gà ha. Mình kèm theo bột ngọt với đường. Bây giờ mình sẽ xách tỏi bự bự ra vậy để mình xào tỏi với hành cho nó thơm ha. Đặng mình để gà vô mình hấp. Cả nhà thấy không, Tây mà đâu biết ăn gà đâu, lượng gà mập ù ù. Nó thích ăn gà này, Thí thích ăn gà chợ bộ, nó thích ăn gà này. Gà chợ bộ dai lắm, ăn không được. Con gà mà nó dài dài dai dai nó cứng cứng ăn không được cả nhà. Tây không biết ăn, biết ăn gà mềm mềm mà chứ nó không ăn được gà vậy. Đó, mình bây giờ mình cắt ha. Mình cắt ra. Cả nhà để cái nhiều gia vị thì nó thơm, nhiều gia vị nó thơm hơn cho mình, còn nếu mình để ít thì nó không thơm ha. Có thể để sả cũng được. Để thêm vài cục sả, cộng sả vô. Rồi bây giờ Thí sẽ cắt cái hành gừng này ra luôn. Gà làm nước mắm thì mình để thêm sả nha cả nhà, vài cái vài khúc sả, còn gà làm nước tương thì mình không cần để sả. Chỉ để gừng cũng được, không để gừng cũng được ha, tại để cho nó thơm nước tương. Rồi bây giờ mình có bao nhiêu đây thôi, mình sẽ đi vô mình sẽ ra xào cái này lên xong rồi mình sẽ để gà vô mình chuẩn bị nước tương nha cả nhà. Mình chuẩn bị sẵn ra nước tương với đường bột ngọt ha. Giờ mình để cho đây một đường ít bột ngọt. Nửa muỗng bột ngọt ha. Nửa muỗng bột ngọt xong rồi mình giờ mình cho cắt đường ha. Mình cho đường vô. Rồi mình cho muỗng cà phê đường vô đây cộng luôn ha, bột ngọt với đường. Xong tiếp theo thì mình cho cỡ khoảng 40 ml nước tương nha cả nhà. Cỡ khoảng 4 muỗng canh nước tương này đi. 3 muỗng canh nước tương đi, chừng nào nó lạc ha mình để nó thêm, chứ mình để 4 muỗng là mặn quá rồi, con gà của mình nó mặn chết bạ đó. Thì để cái nước tương này, nước tương rất là mặn nha. Nước tương này là cũng như là mình để 2 muỗng rưỡi nước tương nè. Nước tương Maggi này nó rất là mặn và nó rất là đậm, cho nên mình để 2 muỗng rưỡi thì chừng nào nó không chừa mình sẽ đem thêm nước, chứ không thôi là nó mặn lắm. Thì 40 ml nước tương mình là nước tương lạc, nước tương cam thứ tử của mình vậy đó. Còn đây là nước tương này nó rất là độ mặn, cho nên mình làm 2 muỗng rưỡi ha. Cho con gà này là vừa rồi. Bây giờ mình qua đây mình sẽ chuẩn bị mình bắt dầu lên mình xào cái này ha, mình để cái này mình khử cái này ha. Còn kèm cho đó thì mình phải cho nước. Mình chuẩn bị muỗng nước ở đây nha cả nhà. Còn hai cái thứ này á thì cả nhà để cho mình một muỗng. Rượu trắng thì để muỗng cà phê, còn rượu này để muỗng canh ha, cho nó ngon ha. Rồi xong cả nhà. Mình đi qua mình xào con gà mình xăng tỏi dầu lên ha. Phần tiếp theo thì mình bây giờ mình để dầu vô cả nhà, mình để dầu mình để hành gừng của mình vô mình xào ha. Đó. Để khoảng muỗng canh dầu vô đây. Rồi mình sẽ cho gành hành gừng của mình vô ha. Cho hết hành gừng của mình vô đây để mình xào nè. Xào cho nó vàng vàng thôi. Đó, mình để gà vô xong rồi mình sẽ chở lăn, nó chở lăn nó đẩy qua đẩy lại nha cả nhà. Đây Thí cầm một tay nên Thí không đẩy chưa. Đó, mình đây mình chở nó qua lại cho nó thấm nó vàng cái đít của mình đó nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ chút nữa mình sẽ đẩy nước vô cả nhà. Đó là nhỏ lăn mà cũng chưa sạch cả nhà. Đó, mình bỏ ra chết vô cả nhà. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình chế nó tươi hay nó bị cháy rồi. Chế nó tương vô cái bụng nó nè, chế lên với mình nữa nè.
Cháy xong mình cho chút nước liền, hắn thôi rồi nó cháy rồi, cái nhà nó cháy rồi. Cả nhà ơi, con gà của mình đó là mình làm xong rồi cả nhà, mình sẽ để mình chở cho nó vàng, cho nó đẹp rồi xong rồi mình sẽ quay cho nó thơm rồi xong mình sẽ chế nước vô đó cả nhà. Mình chế một đầy một tô nước của mình vô. Mình tế cảm thấy con gà mình nó ngập hơn con nửa là được nha cả nhà. Ngập hơn con nửa con gà của mình là được ha. Bây giờ mình sẽ chở con gà lên ha. Từ từ nha cả nhà. Để không nó văng đó, có con tại màu à. Rồi giờ mình chở con gà nè. Đó, mình chở cho nó thấm chứ không thôi nó không thấm nha cả nhà. Rồi tiếp tục mình đại dung nữa ha, mình hầm cho con gà mà nó mềm giống như là mình nấu cho nó chín con gà đi đã. Rồi mình hạ canh cho nó sắc nó tương lại là mình ngỡ mình chế nó tương vô từ từ con gà của mình ha. Chứ mình chế rượu vô con gà của mình, chế rượu vô nước để cho nó thấm. Giờ mình để nước thêm ha cả nhà, nó ít nước quá mình phải chế thêm ha, cho nó ngập gà của mình ha. Nó ngập gần ngập hơn nữa gà của mình mới được. Rồi mình chế nước như vậy đó cả nhà. Mình để chừng nào nó sắc luôn, nó thấm vô gút con gà rồi xong rồi mình sẽ chuẩn bị mình chế. Nó còn ít mình sẽ chế cho con gà cho nó thấm con gà trong cái mình con gà đó. Giờ mình sẽ đại dung lại ha. Đã. Cả nhà sẽ có chảo lông sâu lòng chút ha. Cái này thí không có chảo sâu lòng, chỉ để cái chảo bằng chảo này chỉ làm cũng được. Mình nấu cho thật là sôi mà mình đại dung ít thôi, mình dở dung ra ngoài cho cái gà mình nó thoải mái nha cả nhà. Nó không có bị hẹp chẹp. Là những con gà mình nó đẹp. Đó, mình cho nó sôi thiệt là sôi mà để nước cỡ hai phần con gà để cho con gà mình nó thoải mái, nó sẽ có màu đẹp nè, nó bóng. Chút nữa nó tương nó sắc lại nó có màu đen sậm vô con gà mình nó sẽ ngon, và gà mình nó có màu nó tương hơi đen đen nâu nâu. Con gà này trắng nên không biết nó có đen nâu đen đen không nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho một phân nửa muỗng canh rượu trắng của mình nè cả nhà. Nè. Cái rượu này nó rất là mạnh, mình cho phân nửa muỗng thôi ha. Rượu này thì mua về thì hồi khi xanh thì làm rượu gừng á. Đó. Đó mình nửa phân nửa muỗng đó. Phân nửa muỗng canh của cái rượu này thôi. Rồi xong cái nhà mình sẽ cho thêm một muỗng canh rượu vang nữa ha. Đây. Để đỡ ra. Rồi cái phần rượu của mình cả nhà thấy ha. Nè. Rượu trắng với rượu vang mình chế lên. Đó, mình sẽ chế nó muỗng nước. Mình sẽ lấy muỗng mình chế từ từ lên. Đó, mình tắm nó. Chút nữa nó sắc đó, rồi mình phải cực, rồi mình phải đứng, mình chế từ từ, mình tắm nó vậy nè. Để cho có màu đen, màu nước tương cho nó đẹp và nó thấm, nó sẽ ngon đó cả nhà. Con gà của Thí nó không có đẹp nè. Con gà trắng bách nè. Cái nhà mua gà vàng mà dai á. Mình làm nó không bị vẫy thịt á, nó không bị chạy da đó. Nó sẽ bóng, nó sẽ đẹp hơn. Nhà Thí chồng Thí không có ăn gà dai mà ăn gà bở không à. Nên chồng Thí mua gà này thì mình làm gà này ha. Rồi rất là ngon luôn cả nhà. Gà của mình nó chuẩn bị xong rồi đó cả nhà. Nó ngon rồi. Mình làm bánh mì chia ra rồi rất là ngon rồi, xong giờ mình làm bánh mì chà bông. Xẻ trời trở nó ra, đừng có xé ngắn quá, cái nó gãy ha. Hình chà bông hồi trước Thí không Thí làm thì được chà bông thì ngon, nhưng mà cái là chà bông của mình á, mình không biết dùng cái chảo á, mình lấy cái chảo mà nó lội nóng quá đó, nó sẽ xé thành giòn. Cái chà bông mình nó sẽ rất là giòn và nó cái màu nó rất là đậm. Mình phải lấy cái chảo chống dính á. Cái loại chảo chống dính hoặc là nồi cái nồi chống dính á, để mình làm chà bông á, nó rất là ngon và nó bông, nó trắng, nó đẹp nữa. Hồi trưa Thí không biết, Thí cứ lấy cái chảo nhà Thí mình có cái chảo đó, cái mình làm cái chảo đó nó cháy á, nóng quá cái nó đen, nó giòn lắm. Cái chà bông mình nó rất là giòn. Mình lấy cái chảo mà hôm nay Thí sẽ lấy cái chảo chống dính Thí làm, cái nồi chống dính á Thí làm để cho chà bông mình nó rất là mềm. Nó dai, nó mềm, nó dẻo, nó ngon hơn là cái chà bông giòn. Thí làm chà bông hôm trước nó trở giòn á. Nó không có ngon. Ăn cũng ngon nhưng mà giòn quá đó, mình thấy cái màu không có hấp dẫn, không đẹp. Mình cho một miếng bột ngọt với một miếng nước mắm nha cả nhà, để mình ướp nó. Tại vì cái này mình làm nước tương đó, con gà nước tương nó rất là lạ, không có ngọt.
Giờ mình cho nó nửa muỗng cà phê nước mắm ha. Nửa muỗng thôi. Đó. Mình cho tí xíu bột ngọt để mình trộn nữa. Mình cho một tí xíu bột ngọt vô đây. Mình sẽ rưới cho con gà của mình. Mình cùng để nó cho nó tan ra, mình sẽ rưới vô con gà của mình. Gà nó ướp nó tương, nó không có mặn, nó lạt nhách à. Cho nên mình phải làm con mình phải làm bằng nước mắm vô bột ngọt vô. Rồi bây giờ mình ướp nó vô cả nhà. Ướp nó vô mình trộn đều lên ha. Đó mình trộn lên dài còn phía dưới nữa. Còn phía dưới nó chưa có đều đâu. Mình sẽ để thêm cái nước mắm này nè, thôi. Đó. Để mình cho nó đều lên. Thì trà bông mình cũng không thể làm mặn, cho nên nửa muỗng cà phê là mình cũng nó cũng thấy nó ít nhưng mà nó cũng mặn mặn rồi. Rồi mình chỉ thêm với trà bông nữa luôn. Còn miếng này chưa xé ha. Thấm tiêu thấm độ, chỉ thấm nó tương thôi, lạt nhất. À, mình chỉ để vô đây để mình đem trà bông thôi. Trà bông trong nữa mình sẽ làm bánh mì trà bông. Rồi đó thấm thơm lắm luôn cả nhà, bây giờ mình sẽ đi trà bông nữa nha cả nhà. Mà lửa nhỏ nhỏ đó cả nhà cho nên nó lâu á. Nó phải bông cái gà mình lên nó mới ngon được. Mình làm nước mắm. Mình ngâm nước mắm rồi hoặc là mình đi ngâm nước tương gì đó, mình ăn cái cánh cái chân cái cẳng cái mình cái đùi cho nó còn cái ức đó mình đem đi chà bông giống vậy nè. Nó sẽ thơm ngon. Mình coi cái thò to nào đó mình xé nó ra. Mình đè nó xuống cái nồi vậy nè. Đó, mình đè nó xuống cái nồi vậy nè. Cái nồi to to cái mình để bên lên mình đè nó xuống vậy nè. Đó. Đè nó xuống với cái chảo cái nồi của mình vậy đó. Nó sẽ thành bông lên. Nó nóng cái độ nóng của cái nồi trong dính đó nó sẽ bông cái thịt gà lên, nó thành trà bông. Rồi, trà bông của mình nó rất là ngon luôn cả nhà. Chút nữa mà mơ mốt mình làm trà bông bánh mì trà bông ăn rất là cực kỳ luôn ha. Đó. Rất là ngon luôn. Chà cái nồi này đạt nhưng mà nó không có được đẹp tại vì lòng nó sâu quá nên mình không có để thấy rõ được nó trắng. Chà bông mình nó sẽ trắng bông ngon. Cứ tiếp tục chà thôi, chà chừng nào mà cái bông gà của mình nó sẽ vàng mấy cái màu to to nó khô hết nước á là đạt hết cả nhà ha. Nếu mà mình chà bông mình để lâu á là mình phải chà cho thiệt khô, còn nếu mà chà bông ăn ít như vậy á thì chừng vài bữa là mình chà có bông bông hơi khô khô là cũng được, nó không cần phải khô lắm cũng được ha. Mình ăn lâu mà mình không chà khô là nó sẽ bị mơ bị mốc rồi cả nhà. Rồi mình tắt lửa rồi đó, bây giờ mình để cái độ nóng của cái chảo cái nồi của mình thôi, mình sẽ chà nó thôi ha. Mình chà cho nó bớt cái nóng đi ha, cho nó đều, cho nó vàng đều đi ha. Rồi mình sẽ để cái dĩa chứ đừng đổ ra dĩa liền ha. Tắt lửa nhưng mà mình vẫn để trong nồi mình chà, mình sơ qua sơ lại mình chà. Chà xong rồi mình sẽ cho nó nguội bớt, cho nó hết cái độ nóng ở trong nồi đi, rồi mình sẽ để vô ngoài dĩa. Thấy chà bông mình nó sẽ ngon. Đó. Cả nhà nhìn thấy cái chà bông của mình nè. Rất là ngon luôn nè. Đó mình để sát bên là nó rất là ngon. Là cái chảo của cái nồi của Thúy nó sâu nè cả nhà thấy không? Nó sâu nè. Sâu có độ lòng nên nó đen luôn đó. Nên mình nhìn thấy chà bông nó không có được đẹp hấp dẫn lắm ha. Mình đưa lên trên chà bông của mình nó rất là ngon nè. Rất là bông ngon luôn.
Rồi mình sẽ đem ra ngoài nha cả nhà. Tắt bếp mình đem ra ngoài. Một ít gà chà bông được có nhiêu cả nhà? Được cỡ khoảng 100g chà bông à. Cả nhà thấy chà bông mình chà có không? Tùy theo cái loại nồi mình chà, tùy theo cái chảo mình chà chứ không phải cái nào mình cũng chà được nha cả nhà. Ai cũng chà bông được hết á, nhưng mà quan trọng là mình không biết cách sử dụng cái chảo và cái nồi của nó đó, cho nên cái chà bông của mình nó không có đạt, chứ không phải là mình không biết làm nha cả nhà. Mình kho thịt mình cũng có thể lấy thịt ra mình làm chà bông cũng được nữa, nhưng mà mình làm sao mà chà bông mình nó mềm nó dẻo á, thì mình phải làm con gà nó lựa con gà nó mập, gà công nghiệp mập to đùng, mình lấy cái ức của nó mình đem đi nướng, đem đi quay lên, rồi mình đem đi làm vô ti lên, mình chế nước lên thấm cho nó mềm, giống như mình hầm con gà cho nó mềm để mình lấy cái ức của nó mình chà bông, nó ướp gia vị mình chà bông nó rất là ngon và nó ngọt ngọt và nó bùi nó thơm nữa nha cả nhà. Đó là gọi mình cái chà bông nó rất là đơn giản dễ làm đó. Nên chà bông của Thí hôm nay Thí chà bông bằng cái nồi này nó được nè. Mấy hôm trước Thí chà bông bằng cái chảo của Thí thì không biết cách chà cái chảo của mình nghĩ cái chảo nào cũng chà được, mình để lên chảo nó cái nhanh giòn mà nó cứng ngắc, cái thịt nó không có thành bông. Nó không thành chà bông mà nó thành mình thành thịt mình chiên mình gan thôi. Nó giống như thịt gan nó cơ queo vậy đó cả nhà, nó không có giống chà bông. Đó, bây giờ mình chà bông thành cái nồi này nó thành công rồi nè. Xong rồi đó cả nhà. Cái gà của mình có một cái ức gà mình chà bông được nhiêu đó cả nhà. Nó rất là bông mịn, dẻo là ngon luôn cả nhà ơi. Không có thua gì chà bông ngoài chợ nha cả nhà. Hôm nay Thí chia sẻ cùng cả nhà chà bông bằng cái ức gà, mình gà sốt nước tương mình lấy cái ức gà mình chà bông. Cả nhà có thể làm con gà mà mua con gà thật là mềm đó, con gà mà rẻ tiền mà nó mập ú u đó, gà công nghiệp đó. Mình sẽ đi nướng roti mình nướng xong mình lấy cái ức gà mình chà bông cho con mình ăn. Có thể là mình ngâm nước mắm mình cũng lấy cái gà mình chà bông cho con mình ăn cũng rất là ngon nha cả nhà. Bởi vì mình làm ngâm nước mắm với là mình sốt nước tương thì mình làm con gà nó cả tiếng đồng hồ, thì cái ức gà nó rất là mềm, mình chà bông nó rất là mịn và nó rất là dẻo và ngọt, con mình ăn nó rất là thích. Thì cũng đã chà bông chia sẻ cùng cả nhà rồi ha. Thì chúc cả nhà nhiều sức khỏe bình an. Cảm ơn cả nhà nhiều đã lắng nghe Thí chia sẻ video chà bông gà ha. Cả nhà nào xem được cho Thí chưa có đăng ký kênh và nhấn chuông thì hãy đăng ký nhấn chuông hộ Thí cho nha. Thì cảm ơn cả nhà nhiều. Còn mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch nha cả nhà. Để gia đình mình được